Tính đến trưa nay theo giờ Việt Nam, Italy đã có hơn 1.800 ca tử vong và gần 25.000 ca nhiễm, cao nhất châu Âu và thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Chính phủ Italy cảnh báo những tuần sắp tới sẽ là thời điểm rủi ro nhất và chính phủ sẽ can thiệp sâu hơn nếu các biện pháp hiện nay không đủ để hỗ trợ. Trong khi đó, với việc có thêm 152 ca tử vong và 2.000 ca nhiễm mới trong ngày 15 tháng 3, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng lớn thứ hai ở châu Âu trong đại dịch COVID-19. Bộ Giao thông nước này cho biết sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế đi lại và cân nhắc đóng cửa biên giới. Còn tại Pháp, số ca nhiễm mới đã tăng gấp đôi sau 3 ngày, lên tới gần 4.500 ca nhiễm và 91 ca tử vong. Chỉ riêng ngày 15 tháng 3 ghi nhận hơn 900 ca nhiễm mới. Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp cho biết diễn biến dịch vô cùng đáng quan ngại và có hàng trăm bệnh nhân nặng đang cần được điều trị đặc biệt. Trước tình hình dịch nghiêm trọng, Đức hôm nay tuyên bố kiểm soát biên giới với 5 nước láng giềng. Tây Ban Nha đóng hẳn cửa biên giới trong 2 tuần, còn giới chức Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ thảo luận về kiểm soát biên giới trong ngày 1, ngày 2.